Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúa toàn năng, khi Ngài nghe tiếng kêu cầu chúng con và Ngài trỗi dậy, thì khổng lồ phải ngã trước mặt Ngài. Khổng lồ phải ngã trước lời công bố của chúng con. Vì chúng con nhân danh Chúa mà chúng con cầu nguyện. Chúng con nhân danh Chúa mà chúng con công bố và ra lệnh. Chúng con cảm ơn Chúa vì đặc ân được Chúa nghe ban cho chúng con. Đặc ân của sự cầu nguyện. Đặc ân của việc được quyền để sử dụng danh của Chúa. Để cầu nguyện, để phục vụ, để chữa lành, để giải cứu những người bị ức hiếp. Chúng con cảm ơn Chúa vì danh của Ngài. Vì chúng con nhân danh Chúa, chúng con cột trói thì những kẻ mạnh, những linh chủ quyền cũng phải bị cột trói. Những việc ác cũng phải dừng lại. Và những gì Chúa cho chúng con, khi chúng con cột trói đất này, Chúa cũng sẽ cột trói ở tại thiên đàng. Những gì chúng con mở trên đất này cho phước hạnh của Chúa thì Ngài cũng mở ra tại thiên đàng. Cảm ơn Chúa. Biết ơn Ngài, xin Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng con để chúng con biết chúng con cầu nguyện như thế nào. Để chúng con sẽ thấy những ảnh hưởng lớn lao xảy ra bởi lời cầu nguyện của chúng con. Để nhiều người được phước, chúng con cảm ơn Chúa. Tại Ngài và chúng con cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, xin mời anh chị em ngồi. Trong công cuộc truyền giáo, chúng ta thấy có những cái con người, những chức vụ dọn đường mà khi nghe đến thì chúng ta rất là cảm động. Tôi nhớ khi nói về công cuộc truyền giáo, chúng tôi nghe có một người phụ nữ ở tại Hoa Kỳ này. Nhiều ngày tháng, bà ôm cái quả địa cầu ở trong lòng của mình. Trong lúc mà cầu nguyện, nhưng mà ngón tay của bà chỉ để ở trên nước Việt Nam của chúng ta. Và cầu nguyện như vậy trong hơn một thập niên thì các giáo sĩ mới đến được Việt Nam. Chúng ta cảm ơn Chúa vì người phụ nữ này đã yêu thương nước Việt Nam của chúng ta từ xa. Và bởi sự cầu thai của bà mà chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời Ngài đã dời núi, Ngài đã rẽ biển để công cuộc truyền giảng cho người Việt Nam của chúng ta đã được bắt đầu. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tinh thần cầu nguyện đó. Và chúng ta được biết một chi tiết là bà chưa bao giờ đặt chân đến Việt Nam. Nhưng mà khi nghe về đất nước Việt Nam của chúng ta thì bà có một cái gánh nặng. Và tôi tin rằng bà được sự sức giàu như chúng ta đã học ở trong những ngày qua, sự sức giàu của Isaka để chuẩn bị cho những việc mà Chúa Ngài sẽ làm ở trong những ngày trước mắt. Và tôi tin rằng Chúa Ngài cũng sẽ làm công việc này cho Việt Nam của chúng ta khi chúng ta nắm bắt được khải tượng và chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Cho nên anh chị em, chúng ta theo học môn học này trong các tối thứ ba, và chúng ta thực tập trong sự cầu nguyện. Mình xin chúng ta cũng luôn luôn có một cái khải tượng mà Chúa cho trong lòng của chúng ta. Đó là chúng ta chuẩn bị để có thể Chúa Ngài dùng chúng ta để hôm nay học, ngày mai chúng ta chia sẻ lại cho người khác. Và tài liệu này được lập, được chuẩn bị để đáp ứng những nhu cầu khác nhau. Để các hướng dẫn, các giáo viên hướng dẫn có thể dùng tài liệu này để nắm bắt được một cái đại cương chắc chắn để chúng ta có thể giảng dạy, chia sẻ lại cho người khác 8 bài học của sự cầu nguyện và cầu thai này. Và mỗi chương chúng ta cũng có thể sử dụng riêng, nó có thể đứng riêng như là chúng ta học chung ở trong cái môn học này. Chúng ta cũng có thể sử dụng cái tài liệu này để chúng ta hướng dẫn cho các buổi học kinh thánh của nhóm nhỏ, nhóm hội thánh đơn giản của chúng ta. Và chúng ta trong lúc chúng ta đeo đuổi những điều đó, thì xin Chúa cho cũng làm phong phú đời sống cầu nguyện của cá nhân của chúng ta. Bởi vì người ta nhấn mạnh trong cuộc phục hưng ở tại Indonesia, đó là mỗi con cái của Chúa phải làm một người cầu thai. Khi chúng ta được thuyết phục một cách mạnh mẽ đến độ, chúng ta nhận biết được rằng cầu nguyện là tất cả. Cầu nguyện là câu trả lời của Đức Chúa Trời cho nan đề của chúng ta. Bởi vì Ngài mở cửa cho chúng ta để chúng ta có thể mời gọi Chúa can thiệp vào trong hoàn cảnh của chúng ta. Và cho chúng ta có thể thấy khi Chúa Ngài can thiệp vào thì nan đề biến nên phép lạ. Khó khăn trở nên phước hạnh. Và những gì đang đen tối, bầu không khí thuộc linh đen tối trở nên sáng sủa đầy sự hiện diện của Chúa. Và nó tốt đẹp đến độ dấu kỳ phép lạ có thể xảy ra như chúng ta vừa mới hát, vừa mới bày tỏ đức tin của chúng ta trong ơn của Chúa. Thì đọc bài này có 8 bài. Tối hôm nay chúng ta học bài đầu tiên. Và trước khi chúng ta học bài đầu tiên này, thì tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cái câu chuyện. Khi gia đình của con trẻ út của tôi trải qua cái sự mất mát, thì vợ của Michael, Kimmy, chia sẻ là mình đã được phước của Chúa rất nhiều
qua một cái hình ảnh mà câu chuyện này sẽ giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta thấy được. Và trong những cái lúc gọi là cô đơn nhất, trong những lúc khó khăn nhất, khi đối diện với sự mất mát lớn lao như vậy, thì đã áp dụng điều mà câu chuyện này nói lên cho chúng ta. Và câu chuyện kể là có một người con gái mời mục sư, yêu cầu mục sư đến thăm cha của mình. Thì mục sư của hội thánh địa phương đến để cầu nguyện cho cha của cô. Khi mục sư đến thì thấy có một người đàn ông đang nằm ở trên giường, đầu thì kê trên hai chiếc gối và một chiếc ghế trống được đặt cạnh bên giường của ông. Mục sư cho rằng ông lão này đã được thông báo về sự thăm viếng của mình, cho nên ông có sự chuẩn bị. Cho nên ông hỏi, có phải ông đoán, tôi đoán là ông đang mong đợi tôi, phải không? Thì ông già trả lời, không, xin lỗi, ông là ai? Mục sư cho biết tên của ông và sau đó nhận xét, tôi thấy chiếc ghế trống, hình như ông biết tôi sẽ đến thăm ông. Ông lão trả lời, ô, cái ghế. Người đàn ông nằm liệt giường này nói, mục sư có phiền đóng cửa lại ở phía sau lưng mục sư không? Mục sư hơi bối rối nhưng mà cuối cùng thì cũng đã đóng cánh cửa. Ông bắt đầu nói, tôi chưa bao giờ nói với ai, kể cả con gái của tôi. Nhưng cả đời của tôi chưa bao giờ biết cách để cầu nguyện. Và trong nhà thờ thì tôi thường nghe các mục sư nói về việc cầu nguyện. Những ý tưởng đó cứ lẫn dẫn trong đầu tôi, nhưng mà tôi không biết cách nào để có thể cầu nguyện được. Và đã từ bỏ mọi nỗ lực để có một đời sống cầu nguyện. Ông lão tiếp tục, cho đến một ngày cách đây khoảng 4 năm, có người bạn thân nhất của tôi nói với tôi, Johnny, cầu nguyện chỉ là vấn đề rất là đơn giản, đó là để chúng ta trò chuyện với Chúa Giê-xu. Và đây là điều tôi đề nghị. Anh hãy ngồi xuống một chiếc ghế và đặt trước mặt mình một chiếc ghế trống. Và trong đức tin, anh hãy hình dung thấy Chúa Giê-xu đang ngồi trên chiếc ghế đó. Điều đó không có gì là đáng phải lo sợ, vì Ngài đã hứa, ta sẽ luôn ở bên cạnh con. Sau đó chỉ cần nói chuyện với Ngài theo cách tương tự như bạn đang nói chuyện với tôi ngay bây giờ. Vì vậy, tôi đã thử như vậy và tôi thích đến độ mỗi ngày tôi đã dành nhiều giờ để trò chuyện với đấng đang ngồi trên chiếc ghế trống. Mặc dù vậy, tôi cũng cẩn thận, bởi vì nếu con gái của tôi mà nhìn thấy tôi nói chuyện với một chiếc ghế, nó sẽ nghĩ rằng tôi bất bình thường và có thể tôi phải được đưa vào bệnh viện tâm thần. Vị mục sư vô cùng xúc động trước câu chuyện và khuyến khích ông lão tiếp tục cuộc hành trình. Sau đó mục sư cầu nguyện với ông, sức dầu cho ông và trở về nhà thờ. Hai ngày sau, cô con gái gọi điện thoại thông báo đó là cha của cô đã qua đời vào chiều hôm đó. Ông ấy đã ra đi cách bình yên không? Một vị mục sư hỏi. Vâng, rất là bình yên. Khi tôi rời nhà khoảng 2 giờ trưa để ra phố mua sắm, ông gọi tôi đến bên giường của ông và nói với tôi rằng ông yêu thương tôi lắm và cha tôi đã hôn lên má của tôi. Khi tôi từ cửa hàng trở về 1 giờ sau thì thấy ông đã qua đời. Nhưng có một điều kỳ lạ về cái chết của ông. Rõ ràng ngay trước khi cha tôi chết, ông ấy đã nghiêng người tựa vào chiếc ghế bên cạnh giường. Theo mục sư nghĩ thì điều đó có ý nghĩa gì? Mục sư lau nước mắt và nói, tôi ước gì tất cả chúng ta đều có thể ra đi giống như vậy. Cầu nguyện là một món quà miễn phí tốt nhất mà chúng ta nhận được từ nơi Chúa với rất nhiều phần thưởng. Chỉ cần nhớ rằng chiếc ghế không bao giờ thật sự là trống hết. Bởi vì Chúa Giê-xu đã hứa cái lời hứa này cặp theo với sứ mạng vĩ đại. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Bất kể chúng ta ở đâu, làm gì, hành động như thế nào, nói gì, đang tiếp xúc với ai, Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta. Đó là điều rất là quan trọng để khích lệ chúng ta trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Với hình ảnh này đã được áp dụng vào trong cuộc đời của Kimmy. Cháu thuật lại với chúng tôi nhiều ngày liên tục khi gia đình của chúng tôi có cơ hội để ăn tối. Đó là cháu vẫn nói chuyện với chiếc ghế trống và nhận được nhiều cái sự khích lệ từ nơi Chúa. Cháu nói rằng cho đến ngày hôm nay, chiếc ghế đó vẫn còn ở trong phòng của mình. Tôi chia sẻ câu chuyện này để khích lệ anh chị em. Đó là đời sống cầu nguyện của chúng ta nó không phải là một công thức. Nó cũng không phải là một cái trách nhiệm nặng nề. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được đây là một mối quan hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa, thì đời sống cầu nguyện của chúng ta sẽ rất linh nghiệm và chúng ta sẽ có thể cầu nguyện một cách ngọt ngào với Chúa.
Bởi vì Chúa không phải là một cái máy bán nước ngọt. Mà chúng ta bỏ một ít tiền vào trong đó, chúng ta bấm cái nút thì là cái lon nước ngọt đổ ra cho chúng ta. Chúa cũng không phải là ông thần đèn như trong câu chuyện của Aladdin. Chúng ta xoa xoa cái đèn thì ông thần nhảy ra và nói rằng ngươi có ước muốn gì, ta sẽ làm cho. Nhưng mà là một mối quan hệ. Cầu nguyện là một mối quan hệ. Đây là bài thứ nhất mà chúng ta cùng học và được nhắc nhở. Mục đích của sự cầu nguyện. Cầu nguyện là một phần ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời để xây dựng mối quan hệ của con cái của Ngài với Ngài. Để cầu nguyện đặt mục tiêu một cách hiệu quả, chúng ta cần biết mục đích chúng ta ở tại đây và tại sao chúng ta được để lại trên đất sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống của mình và đã được cứu. Chúng ta cần biết lý do tại sao Chúa không lập tức đưa chúng ta lên thiên đàng. Là điều mà chúng ta biết rằng có thể tránh cho mọi người rất nhiều những đau khổ và rắc rối. Nếu chúng ta tin Chúa, chúng ta cầu nguyện amen một cái, Chúa cất chúng ta lên thiên đàng, thì đời sống chúng ta thấy rằng chắc là sẽ thoải mái lắm. Nhưng Chúa có một mục đích khác. Như câu gốc mà chúng ta đã đọc trong giờ kêu gọi, Giăng chương 15 câu số 16. Không phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn và bổ nhiệm các con, để các con đi, được kết quả và quả của các con cứ còn mãi. Để bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các con. Có công việc Chúa giao cho chúng ta làm và để chúng ta lại ở trên quả địa cầu này. Sau khi chúng ta tin nhận Chúa đã được sự cứu rỗi và thiên đàng là điều đã chắc chắn và đảm bảo cho chúng ta, Chúa vẫn để chúng ta ở lại đây. Ê-phê-sô chương 2 câu 10 cho chúng ta một góc cảnh khác rất là rõ nét ở tại đây. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Đức Chúa Trời chuẩn bị trước cho hết thảy chúng ta. Luôn cả khi chúng ta chưa biết Chúa, Chúa cũng đã chuẩn bị trước cho chúng ta có một công việc mà Chúa đã định cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được điều này và hiểu ý lời của Chúa nói cho chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng đời sống của chúng ta không thể nào là có một giây phút nào gọi là nhàm chán được. Những người không thấy và không biết điều này có nhiều khi họ giăng tay lên và nói rằng cuộc đời thật là chán. Vì không có lý tưởng để sống và không biết tại sao mình còn sống ở trên mặt đất này. Khi những ngày của dịch lệ của COVID xảy ra, chúng ta biết có một số các mục sư đã từng lên từ Việt Nam sang đây để tham dự đại hội của chúng ta. Họ đã chết, họ đã qua đời trong đại dịch COVID. Thì tôi đặt câu hỏi là tại sao họ ra đi mà tại sao con còn sống? Và như anh chị em đã nghe, tôi không có gì đặc biệt hơn nhà tôi. Nhưng mà là hai lần COVID ở trong nhà bị nhiễm. Chúng tôi ngủ chung một giường. Nhưng mà khi đi xét nghiệm thì nàng dương tính còn tôi âm tính. Tôi nhìn cái điều đó và tôi phải nói là run sợ trước mặt Chúa, vì biết một điều đó rằng Chúa để cho chúng ta sống, Chúa giữ cái mạng của chúng ta. Vì Chúa có chương trình cho chúng ta để thực hiện mà chúng ta chưa làm. Cho nên Chúa để chúng ta sống ở trên đất này. So với những người đã ra đi, chúng ta cũng không có gì hơn họ. Có lẽ khi chúng ta nói rằng bởi vì họ không có đức tin chăng? Cho nên trong những giây phút đó họ cầu nguyện thì Chúa đã chữa lành rồi, nhưng mà tại thiếu đức tin cho nên mới chết đó. Chưa chắc. Vì một góc cạnh khác nữa, chúng ta biết rằng tất cả số ngày của chúng ta sống trên đất này đã được chép ở trong sách sự sống của Chúa, trong sách của Chúa, trước khi có những ngày đó. Thì như vậy, trong một cái chương trình lớn lao của quyền tẩy trị của Đức Chúa Trời, Ngài định số ngày chúng ta sống và Ngài đã chuẩn bị trước cho chúng ta những công việc để chúng ta làm. Amen anh chị em. Và hiểu như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi lời cầu nguyện của chúng ta, mỗi buổi cầu nguyện chúng ta hiệp lại với nhau để chúng ta hầu vị Chúa như thế này, nó nằm ở trong chương trình của Chúa. Lý do Chúa để chúng ta còn sống ở trên mặt đất này vì có những việc mà không có chúng ta, không ai có thể thay thế chúng ta được. Gia tộc của chúng ta cần được cứu. Chúng ta là người có quyền pháp lý lớn nhất để có thể cầu thai cho gia đình của mình, cho gia tộc của mình. Cho nên vì tin lành chưa đến cho họ, cho nên chúng ta không thể nào lên thiên đàng để vui hưởng ở trong sự hiện diện của Chúa được. Còn có việc để làm. Chúng ta là những người Việt Nam được biết Chúa trước, thì chúng ta không thể nào lên thiên đàng để hưởng sự hiện diện của Chúa, mặc dù đó là cái phước hạnh mà sứ đồ Phaolô nói, một ý nghĩa mà chúng ta thấy rằng thật là chính xác. Chết để được ở với Chúa. Nhưng mà còn sống là vì lợi ích của anh em.
Cho nên ông có lần cũng đã bị ném đá, người ta nghĩ rằng ông chết rồi. Cho nên lôi xác ông ném ra ngoài vách thành. Chúa cho ông sống dậy, ông đi ngược vào trong thành giảng đạo Chúa tiếp. Chết là được ở trong sự hiện diện của Chúa. Còn sống là vì lợi ích của những người xung quanh mà Chúa ngài đặt để chúng ta. Chúng ta hiểu như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy là một món quà Chúa ban cho để chúng ta có thể ảnh hưởng trên những người xung quanh. Mỗi ngày chúng ta thức dậy là chúng ta có thêm một cái cơ hội nữa để hoàn tất cái công việc mà Chúa ngài đã định trước cho chúng ta làm theo. Amen anh chị em. Nếu chúng ta nắm bắt được điều này, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao chúng ta cầu nguyện. Hiểu lý do tại sao chúng ta được Chúa ngài cho chúng ta sống ở trên mặt đất này. Và chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao Chúa cho chúng ta được biết Chúa và được sống ở trong cái thời điểm này của lịch sử của nhân loại. Và theo như nhiều đầy tớ của Chúa cũng như cá nhân tôi cũng cảm nhận, ngày của Chúa trở lại nó rất gần rồi. Và nếu việc đó xảy ra thì chúng ta là cái thế hệ đã được Đức Chúa Trời định trước để chúng ta sẽ là cái thế hệ hoan nghênh Chúa Giê-xu khi ngài trở lại. Thế hệ trước chúng ta, họ không thấy những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy được. Sách Daniel phần kết có được Chúa ngài cho ông một cái dấu báo. Khi nào thấy người ta đi qua đi lại trên đất này và sự khôn ngoan càng gia tăng, lúc giờ biết rằng sự cuối cùng đến. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang ở trong những ngày mà việc di chuyển từ đây sang đó. Sáng có thể ăn sáng ở tại New York và trưa có thể ăn trưa ở tại Paris. Di chuyển một cách rất là nhanh và trong những ngày sắp đến, hứa hẹn rằng sẽ có những cái phương tiện di chuyển của hàng không càng nhanh hơn nữa. Và khi họ tìm ra và giải quyết được vấn đề áp suất, thì máy bay có thể cất cánh và bay thẳng lên với một độ cao rồi từ đó đi thẳng xuống cái địa chỉ mà chúng ta muốn đến, địa điểm mà chúng ta muốn đến. Thì sẽ cắt đi ít nhất là một phần, xin lỗi, 3/4 cái tốc độ mà chúng ta phải có ngày hôm nay. Và hứa hẹn điều này sẽ xảy ra trong những ngày sắp đến. Có những cái loại xe điện mà chúng ta thấy rằng nó có thể đi hơn 1.000 cây số một giờ. Rất nhanh. Và người ta đang chế ra nhiều thứ nữa. Cộng với lại sự khôn ngoan của nhân loại. Thì mới đây tôi đọc một cái tài liệu là người ta nói rằng cứ mỗi 6 tháng thì sự khôn ngoan của nhân loại sẽ được nhân gấp đôi. 2 thế kỷ trước thì người ta nghĩ rằng cứ mỗi 100 năm thì sự tiến triển của sự khôn ngoan của nhân loại có thể gia tăng 1/10. Nhưng mà mỗi ngày gần đây chúng ta thấy rằng điều này đang mở ra. Lời tiên tri mà sách Daniel đã nói đến đang ứng nghiệm. Nhiều điều khác đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Nếu cái tấm lòng cũng như là sự suy nghĩ của Tổng thống của Nga, Chủ tịch của nước Nga, có cái gì nó bất ổn một cái, để ông có thể trả đũa với những điều mà người ta nói rằng đã có những máy bay không người lái đã cho nổ ở tại thủ đô của họ. Thì thế giới của chúng ta có thể đối diện với bom nguyên tử bất cứ lúc nào. Vì chúng ta biết một đằng, những dấu hiệu này báo cho chúng ta biết, và một đằng nữa, chính Đức Chúa Giê-xu báo cho chúng ta biết rằng khi tin lành này được giảng ra khắp đất, lúc bây giờ sự cuối cùng sẽ bắt đầu. Tin lành sẽ được giảng ra khắp đất. Đó là điều mà chúng ta tin rằng cũng đang ứng nghiệm ở trong thời đại của chúng ta. Do đó anh chị em, hãy nhận biết thời điểm chúng ta đang sống như chi phái Issaca. Tin lành của Chúa phải được giảng ra khắp đất. Nhiều người Việt Nam phải được cứu. Và tôi tin rằng đó là lý do tại sao Chúa cho chúng ta sống ở trong thời điểm này. Trong một đất nước bao nhiêu triệu người đó, chúng ta lại được ra nước ngoài. Và trong tất cả các hội thánh thì anh chị em được Chúa ngài đưa đến đây. Và trong những cái đề tài mà một mục sư có thể giảng, anh chị em nghe những đề tài mà chúng tôi giảng trong những ngày qua. Vì Chúa Trời có kế hoạch của ngài để chuẩn bị chúng ta cho những việc Chúa sắp làm cho Việt Nam của chúng ta. Trong khi một người nữ lãnh đạo, một quan sát nữ chưa ở trong tư tưởng của ai, thì chi phái Issaca đã nắm được điều đó. Trước khi David được sự sức giàu để lên ngôi làm vua cả xứ Israel, thì Issaca đã biết điều đó. Và các tướng lãnh của họ, những người mạnh sức của họ đã kéo đến đứng ở dưới trướng của vua David. Mặc dù lúc bây giờ rất là nguy hiểm, lúc bây giờ nó không theo như trào lưu sống ở trong lúc bây giờ.
Nhưng mà họ là những người được Chúa ngài cho thấy trước. Cho nên họ đã tập trung và làm những công việc. Mà chúng ta thấy rằng khi việc xảy ra thì họ được Chúa ngài đặt họ ở giữa chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện để điều này cũng sẽ xảy ra, để có nhiều người ở trong chúng ta cũng như con cái Chúa, trong người Việt Nam, sẽ được Chúa ngài cho chúng ta thấy được vị trí, lý do tại sao chúng ta còn sống ở trên đất này. Nếu ai đã từng nhiễm COVID mà mình vẫn sống, nếu ai trong chúng ta đã từng trải qua những tai nạn kinh khủng, xe của chúng ta có thể nói rằng hư hại hoàn toàn, hãng bảo hiểm đã bỏ nó rồi mà chúng ta vẫn sống. Cá nhân tôi thì khi nhiều người trên tàu trong chuyến vượt biển của chúng tôi đã chết mà tôi vẫn sống, tôi hiểu tại sao. Và mỗi ngày sống như là Chúa cho con vay mượn một cái mạng sống, bởi vì đáng lý con chết rồi nhưng mà nay vẫn còn sống, thì con không dám sống cho riêng mình nữa mà sống theo lý do tại sao Chúa ngày cho con được cái mạng thứ nhì này. Điều thứ hai cầu nguyện là nguồn sống và sức mạnh của chúng ta. Chúng ta không thể nào sinh qua cái trái mãi mãi, còn lại mãi mãi, và hoàn thành mọi công việc của Đức Chúa Trời bằng sức riêng của mình được. Và đó là điều không thể đối với con người. Mà Chúa ngài giao cho chúng ta thì chúng ta lại thấy rằng thật, những điều Chúa ngài dạy chúng ta làm, mà không có sức của Chúa chúng ta cũng làm được. Thì Chúa bảo chúng ta hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho những người bắt bớ mình. Ai tắt máy bên này đưa máy bên kia luôn. Đây là lời dạy mà luôn các tôn giáo khác họ nói rằng không làm được. Tu mà lên trên núi, ở trên đó không có ai chọc ghẹo thì dễ hơn vô cùng. Nhưng chúng ta sống đạo ở giữa những con người khó thương, những con người chưa biết Chúa, vẫn còn nằm dưới quyền điều khiển của ma quỷ, thì lời ăn tiếng nói và cách cư xử của họ đối với chúng ta sẽ có những lúc rất khó để chúng ta có thể sống được, trừ trường hợp bởi ơn của Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cần cầu nguyện như là huyết mạch của sự tương giao với Đức Chúa Trời, và biết ý muốn của Đức Chúa Trời và nhận được sức thiên từ nơi ngài, để chúng ta có thể sinh ra bông trái thật, bông trái còn lại mãi mãi ở trong đời sống của chúng ta. Giăng chương 15 câu 4 câu 5 nhắc nhở chúng ta hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con, như cành nho nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong ta thì cũng không vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Xin Chúa cho chúng ta được chính lời của Đức Chúa Jesus thuyết phục chúng ta. Đừng có ý tưởng nào ở trong chúng ta còn ngóc dậy và nói rằng Chúa nói này quá đáng, vì ngoài ta các ngươi không làm gì được. Thì không Chúa. Chắc chắn là Chúa Giê-xu rất nghiêm túc khi ngài nói điều này. Vì cái trái mà nó xuất hiện do công việc của chúng ta có thể thao tác mà chúng ta làm được, anh chị em, thì xác thịt có thể làm được. Mà những cái trái còn lại mãi mãi đó thì chúng ta biết rằng nếu không có quyền năng của Chúa, chúng ta làm gì có thể làm được việc đó. Làm sao để có thể thay đổi được tấm lòng của một con người? Tôi thường nói với anh chị em, information, tin tức, thông tin không làm được công việc mà quyền năng của Đức Chúa Trời có thể làm được. Những người uống rượu mạnh, người ta biết là rượu mạnh có hại đến sức khỏe, có thể làm cho cháy gan, cháy ruột. Nhưng mà người ta có thể đọc những điều đó suốt ngày nhưng mà vẫn không thắng được con ma rượu. Hay những người chơi ma túy, những người hút thuốc lá, ở trên bao thuốc để là hút thuốc lá có thể sinh ra ung thư. Nhưng mà ta có thể đọc nó suốt cuộc đời của mình nhưng mà vẫn không ngưng đốt những điếu thuốc đó được. Information, những cái tin tức, những cái thông tin không thay đổi được con người, chỉ có quyền năng của Chúa và lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa cho chúng ta sẽ được ơn Chúa. Chúng ta nói và người ta chịu nghe, và chẳng những nghe mà người ta chịu áp dụng. Cho nên hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. Như cành nho nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Cái quả mà Chúa Giê-xu ngài nói đến tại đây thì chúng ta biết chắc một điều, đó là những cái quả của thuộc linh, những điều mà khả năng của con người chúng ta không thể làm được nhưng Chúa có thể làm được. Nên chúng ta nhờ cậy sức của ngài bằng cách chúng ta cứ ở trong Chúa. Điều đó dẫn chúng ta đến điểm thứ ba, cầu nguyện là ở trong Cha, ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Cha. Và phải trở thành cái lối sống của chúng ta, chứ em nói chứ không thể là chúng ta chỉ biết về kiến thức. Câu chuyện mà tôi kể cho anh chị em về chiếc ghế trống, cái
Cái lúc mà cảm xúc dâng cao đó, khi chúng ta thấy người con gái thắc mắc câu hỏi tại sao cha của mình, vì một cái lý do nào đó, trước khi ông nhắm mắt lìa đời này, ông đã rời những cái ghế nâng ông lên đó, trường tới để đặt cái đầu của mình ở trên cái ghế. Ông đã làm một cái hành động trong đức tin, rằng ông đang nghiêng đầu của mình tựa ở trên gối của Chúa Giê-xu. Vì đó là cái điểm hẹn, là cái chỗ mà ông tương giao với Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện ở trong tinh thần, chúng ta ở trong Cha, mà Cha ở trong chúng ta, lời của Ngài cứ ở trong chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng lời cầu nguyện của chúng ta rất là kết quả. Thế chúng ta đọc bài giảng ở trên núi của Đức Chúa Giê-xu. Thì Chúa Ngài muốn nói đến những cái hình ảnh để cho chúng ta thấy một cái ý tưởng này. Đó là khi chúng ta cầu nguyện, không phải do chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần, hay là những cái phương pháp, những cái công thức, mà chúng ta ráng nặng ra được từ Đức Chúa Trời những cái kết quả mà chúng ta đòi hỏi Ngài phải làm. Nhưng mà là chúng ta bước đi trong một mối tương giao mật thiết với Chúa, và lời cầu nguyện của chúng ta sản sinh ra kết quả từ mối quan hệ này. Chúa muốn thấy chúng ta cầu nguyện với Ngài trong nơi kinh nghiệm. Đúng, cầu nguyện ở giữa công chúng, khi chúng ta đại diện cho hội thánh cầu nguyện vân vân. Có những lúc chúng ta cầu nguyện ở ngoài, đó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà Chúa vẫn đeo đuổi cái thời giờ chúng ta đóng cửa lại, ở riêng với Ngài trong sự cầu nguyện. Việc chúng ta trò chuyện với Chúa phải chân thành và hiểu biết, liên quan cả trái tim và khối óc của chúng ta. Chứ không thể cầu nguyện như những điều mà người ta nói nhưng mà cũng biết mình nói cái gì nữa. Tôi nhiều khi nghe một người cầu nguyện, tôi cứ hỏi trong lòng là người này đang xin cái gì với Chúa nè. Dĩ nhiên mà Chúa hiểu, Chúa thấy tấm lòng của chúng ta. Nhưng mà anh chị em yêu dấu, nếu là cầu nguyện của chúng ta chỉ là nói rất là nhiều nhưng mà không có nói bao nhiêu đó, thì chúng ta thấy rằng nó không đến từ một mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa và ở trong Chúa luôn. Tôi nhớ lớn lên ở trong hội thánh rồi mới bắt đầu trong chức vụ, thì thấy có những mục sư, họ đang nói chuyện bình thường với mình. Đến khi mà họ bước vào, họ mặc cái áo hay là đội cái nón của cầu nguyện lên, là giọng nói của họ cũng thay đổi nữa. Kính lạy Đức Chúa Trời, là Cha toàn năng. Ngôn ngữ của họ khác hoàn toàn. Tôi ước gì tất cả chúng ta đều sẽ có một lời cầu nguyện như người bạn của ông Johnny đã chia sẻ với ông. Cầu nguyện không có gì khác hơn là trò chuyện với Đức Chúa Giê-xu, như một người nói chuyện với bạn của mình. Một người nói chuyện thân kính, gần gũi như con với Cha. Chúng ta không cần phải mặc áo, mặc mão vào để chúng ta giống như những người quan mà trước khi ra mắt vua là phủi tại áo của mình, sửa mão, sửa này kia lại đàng hoàng đứng lên mới nói những lời như là một cái sớ để đọc lên. Một sự tương giao. Chúa, hôm nay có chuyện làm cho con rất là buồn. Ôi Chúa ơi, hôm nay có điều này rất là vui và con muốn kể cho Chúa nghe. Tâm sự nhẹ nhàng, gần gũi như Cha với con, và trong lòng cứ liên tục tương giao với Chúa. Thì điều đó, nó chính là điều mà Chúa Cha đang tìm kiếm trong sự cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta phải luôn hiểu mình đang nói chuyện với ai. Hãy nhận biết rằng chúng ta đang nói chuyện với Đức Chúa Trời chí cao. Và khi chúng ta gọi Cha ơi, hay là Cha yêu dấu, chúng ta đang được chính Đấng Tạo Hóa toàn năng lắng nghe những điều chúng ta đang nói. Chúa sức dầu cho mục sư Escobar hôm trại mùa đông để chia sẻ một ý niệm mà rất mới mà tôi trước đó chưa thấy. Mọi người Chúa cho trong cái sự thân mật với Chúa thì Chúa dạy một cách khác nhau. Mặc dù chúng ta biết nguyên tắc của cái phần kinh thánh này, đó là khi Lazarus bị bệnh thì các em của ông đã nhắn tin cho Chúa, người Chúa yêu đang bị bệnh nặng. Thì mục sư Escobar ông nói như thế này, không nói là người yêu Chúa, nhưng mà là người Chúa yêu đang bệnh nặng. Và ông nhấn mạnh một chỗ để giúp đỡ cho thanh thiếu niên trong hội thánh của chúng ta, và tôi tin rằng đã đem lại sự bứt phá trong đời sống cầu nguyện của các em. Đó là không phải chúng ta cố gắng yêu Chúa, nhưng mà tất cả nếu chúng ta đọc trong lời của Chúa, vì Chúa yêu chúng ta trước. Chúa yêu chúng ta. Cho nên ông khuyến khích, ông nói rằng nếu ai mà có trở ngại và đời sống cầu nguyện đã bị nguội lạnh đó, thì ông đề nghị là mỗi buổi sáng thì cầu nguyện với Chúa như thế này. Lạy Chúa, người Chúa yêu đang muốn nói chuyện với Ngài. Nói chuyện đó thôi chúng ta thấy phá băng. Những cái nguội, những cái gì đó nó ngăn trở chúng ta được tiêu hết, bởi vì chúng ta nhận biết một điều, đó là chúng ta
được đứng ở trước mặt Chúa hay là đang ngồi trong sự hiện diện của Chúa để cầu nguyện đó là vì Chúa yêu chúng ta. Người Chúa yêu đang muốn ra mắt Chúa nói chuyện với Ngài. Chừng đó thôi nó cũng có thể cách mạng đời sống của chúng ta. Và nếu anh chị em trong những ngày qua có trở ngại trong vấn đề cầu nguyện, thì ý niệm một chiếc ghế trống, tôi đề nghị là trong cái nơi mà chúng ta cầu nguyện với Chúa đó, nếu trước giờ nó không có cái ghế trống, hay là anh chị em, những người đã kinh nghiệm trong sự cầu nguyện với Chúa mà không cần những hình ảnh biểu tượng này đó, thì cứ tiếp tục. Nếu có ai vẫn có trở ngại trong vấn đề cầu nguyện, không biết làm sao để mình có một cái bầu không khí mà mình bước vào là mình có thể bắt đầu tương giao được với Chúa, thì tôi đề nghị nên chuẩn bị một cái ghế và hình dung điều mà Chúa Ngài đã nói với chúng ta. Nhưng bởi vì Chúa Ngài, bởi thân thể phục sinh của Ngài, không còn ở giữa chúng ta giống như lúc Chúa Ngài ở trong nhục thể, cho nên chúng ta không thấy Ngài, nhưng mà Ngài hứa rằng Ngài ở với chúng ta luôn luôn. Ngài hứa rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta cho đến tận cùng thế giới, ở cùng với chúng ta cho đến kết cuộc. Chúa đang là đấng đi giữa các ngọn đèn, đấng đang cai trị hội thánh của Ngài. Nó vẫn rất gần với chúng ta, chỉ cách chúng ta một lời cầu nguyện thôi để chúng ta tương giao với Chúa. Và hãy để Ngài đi với chúng ta ở khắp mọi nơi, mọi hoàn cảnh ở trong cuộc đời của chúng ta. Hãy tập ý thức rằng Ngài luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Để khi chúng ta bị cám dỗ để làm công việc đó hay là bước đến cái chỗ đó, thì chúng ta nhớ đến rằng Chúa đang ở đây với con. Khi tôi sống ở trong sự nhận biết đó giúp cho tôi rất nhiều. Trước khi mình bị kéo vào trong tội lỗi thì vì kính sợ Chúa, mình không dám làm cái điều đó. Mình không muốn làm đau lòng đấng đã yêu thương mình đến độ đã hy sinh cho mình một cái hết sức là lớn lao như vậy. Anh chị em, cám dỗ nó có thể đánh ngã bất cứ người nào. Cái người mà Kinh Thánh cho chúng ta biết một câu rất quan trọng, rất đặc biệt, là một người sống một đời sống vừa lòng Đức Chúa Trời, là David đó, mà ông có thể ngã một cái tức tưởi như vậy, thì đừng ai trong chúng ta nghĩ rằng mình hơn David. Có những lúc chúng ta phải cậy ơn Chúa để chúng ta tuột áo chạy như Joseph, hay là bịt tai bỏ chạy như Phaolô đã khuyên Timôthê. Hãy tránh, hãy lánh xa, để chúng ta có thể được đứng vững ở trước những cái cám dỗ và những sự tấn công ở trong cuộc đời. Chúng ta cần có một mối quan hệ mật thiết với Chúa. Chúng ta cứ ở trong Ngài và chúng ta nhờ cậy sự giúp đỡ từ nơi Chúa cho đời sống của chúng ta, và nhận biết rằng khi chúng ta mời Chúa, Ngài sẽ đi với chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi, và Ngài thấy hết tất cả. Khi dạy cho thanh niên về vấn đề đi ra tìm hiểu hẹn hò, thì tôi giới thiệu cho các em một ý niệm, thì chúng nó cứ nhắc nhau hoài. Rồi khi các con đi chơi riêng, hãy hình dung một sư đang ngồi ở ghế sau của xe của các con. Mục sư kỳ quá. Thôi đừng nghĩ mục sư ngồi ghế sau. Chúa Giêsu đang ngồi trong xe của các con. Lựa lời mà nói và làm những công việc mà các con biết rằng Chúa có vui hay là không, thì sẽ giúp đỡ cho các con. Anh chị em, khi chúng ta sống như vậy, về mặt tiêu cực chúng ta có thể thắng được những cái cám dỗ. Mặt tích cực chúng ta cứ từ đó mà tuôn đổ ra trong sự cầu nguyện. Nó sẽ ngọt ngào, nó sẽ kết quả ở trong ơn của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta nhận biết điều đó. Thì điều thứ tư, cơ sở để chúng ta cầu nguyện. Cơ sở duy nhất để chúng ta được Đức Chúa Trời lắng nghe dựa trên sự hy sinh của Chúa Giêsu. Những gì Ngài đã làm từ thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi làm ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Lời của Chúa đã xác nhận với chúng ta như vậy trong Ê-sai 59. Và tất cả những sự công bình và những điều tốt mà chúng ta có thể làm không đứng nổi trước cái tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao chỉ có sự công bình của Đức Chúa Giêsu mới cho chúng ta quyền tiếp cận với ngôi ân phước của Đức Chúa Cha. Hebrew chương 10 câu 19-20 chép: Vậy thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi chí thánh, bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thần xác của Ngài. Chúng ta cần cầu xin và lấy đức tin nhận chiếc áo công nghĩa này của Chúa, để chúng ta bước vào ở trong sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Hãy hình dung nó giống như bộ đồ bảo vệ bằng máu huyết của Chúa Giêsu khi chúng ta bước vào một cái lò phản ứng hạt nhân
Nếu không có cái áo bảo vệ này, thì chúng ta sẽ bị phản ứng của hạt nhân có thể giết chết chúng ta tức thì. Chúng ta phải mặc chiếc áo của sự bảo vệ này. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên chăm sóc nó. Bởi vì chúng ta sống ở trong thế giới này và đối diện với cuộc sống hàng ngày. Thì cái chiếc áo đó nhiều khi nó đã bị chọc thủng bởi tội lỗi. Cho nên chúng ta cần phải xin huyết của Đức Giê-xu, giá áo của chúng ta luôn được sạch. Để chúng ta được lành lặn mà đến với Chúa. Như Giăng thứ nhất chương 1 câu 6 đến câu 9 chép. Nếu chúng ta nói mình được tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không làm theo chân lý. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau và huyết của Đức Giê-xu con Ngài tẩy sạch mọi tội của chúng ta. Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Cảm ơn Chúa. Điều được Chúa lắng nghe không phụ thuộc vào cái tốt của chúng ta, mà tất cả dựa trên những điều tốt lành mà Chúa Giê-xu đã làm xong cho chúng ta để chuộc lại cho chúng ta khi Chúa trên đường lên thập tự giá và tại thập tự giá. Cảm ơn Chúa. Thời gian thứ nhất chương 3 câu 21 đến 24. Thưa anh em yêu dấu, nếu lòng của chúng ta không lên án chúng ta thì chúng ta được vững tâm đến với Đức Chúa Trời. Đây là một trong những cái hệ thống báo động. Khi lòng của chúng ta mà nó cáo trách mình cảm thấy mặc cảm, mình phạm cái đó, giờ làm sao mình có thể cầu nguyện với Chúa được, nói chuyện với Chúa được, bước vào trong sự hiện diện của Chúa được. Đừng để cái mặc cảm đó nó ngăn chúng ta cứ đứng ở ngoài hành lang. Ăn năn xin huyết của Chúa rửa sạch để chúng ta có thể tiến vào. Câu 22. Và bất cứ điều gì chúng ta xin đều nhận được vì chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài. Và đây là điều răn của Ngài. Chúng ta phải nhân danh con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ và yêu thương nhau như Ngài đã truyền dạy chúng ta. Ai vâng giữ các điều răn của Ngài thì ở trong Ngài và Ngài ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài đang ở trong chúng ta là nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho để chúng ta thấy điều đó. Và khi cái lương tâm của chúng ta, tấm lòng của chúng ta không cáo trách, tiếng nói của Đức Thánh Linh cũng không có cáo trách chúng ta về tội lỗi, thì chúng ta dạng gì chúng ta đến với Chúa. Và nếu có, dừng lại, ăn năn, xin huyết Chúa rửa sạch, rồi chúng ta lại bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Amen anh chị em. Thời gian thứ nhất chương 5 câu 13 đến 15 cho chúng ta thấy phước hạnh này. Tôi viết điều này cho anh em, là những người đã tin đến danh con Đức Chúa Trời để anh em biết mình có sự sống đời đời. Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài. Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý của Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều mình cầu xin rồi. Chắc chắn. Chắc chắn. Nên hãy nhớ rằng Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Nếu bạn có một cái kinh nghiệm tiêu cực hay là không tốt đối với cha phần xác của mình, thì hãy để Chúa Ngài chữa lành cho mình. Đừng mang cái kinh nghiệm xấu của mình với cha phần xác, vì cha phần xác của chúng ta cũng là những con người bất toàn. Có thể họ đã cư xử với chúng ta một cách rất là khắc nghiệt. Họ có thể có những lời nói mà nó làm thương tổn tâm hồn của chúng ta nhiều năm tháng. Hay là cái cách lạnh lùng đối xử, hay là phân biệt đối xử, trọng nam khinh nữ hay cái gì đó của người cha về thể xác của chúng ta. Đừng mang nó vào ở trong mối liên hệ chúng ta với cha thiên thượng, vì cha thiên thượng của chúng ta là Đức Chúa Trời trọn lành. Ngài yêu thương chúng ta với tình yêu vô điều kiện của Ngài. Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để chúng ta có thể luôn luôn được ở trong sự hiện diện của Ngài. Nếu có gì trở ngại, xin Chúa chữa lành rồi xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể kinh nghiệm được cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Chúng ta biết có những cuộc đời đau khổ vì người cha thể xác của mình. Trong gia đình mà chúng tôi chăm sóc và hội sinh hoạt ở trong hội thánh từ những ngày đầu, tất cả những người con gái ở trong nhà đều có cùng một cái thằng phiền. Đó là ba thấy không? Mấy thằng con trai của ba đó. Ba nói rằng nó là nói giỏi nói dòng của ba đó. Bây giờ có con trai nào của ba lo cho ba trong giờ phút này không? Nên đi toàn là con gái không à? Và những đứa mà ba đã mắng và nói rằng tụi mày là những đứa bên ngoài, lấy chồng đi ra ngoài. Đó là sự thật.
Để tra phần xác thì chúng ta thấy nó có chiều hướng đó. Tôi trong việc học để làm một người cha, một người ông theo gương của Chúa, thì luôn luôn nhắc nhở chính mình. Vì các con của tôi nó cũng quan sát, xem cháu ngoại thì ba đối xử như thế nào, mà cháu nội thì ba sẽ đối xử như thế nào. Nên có hôm tôi tâm sự với con gái lớn, tôi nói rằng ba là trong những ngày này đó, cháu càng đông chừng nào, ba càng phải tính toán và sắp xếp ở trong tư tưởng của mình kỹ lắm. Thì cháu ngoại mà nó qua trước mà mình săn đón, mình chào nó, mình vui vẻ với nó, cháu nội tới cũng phải đối xử giống như vậy. Và hãy ẩm một đứa này thì phải ẩm tất cả các đứa khác. Mình phải lo chuyện đó, nhưng mà Chúa thì tình yêu của Ngài và Ngài có thể chăm sóc tất cả chúng ta đều giống nhau. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng có thể giúp đỡ cho chúng ta trong mọi sự, luôn cả trong sự cầu nguyện. Thì chúng ta nhận biết tại sao chúng ta còn sống ở trên mặt đất này. Chúng ta tương giao với Chúa ở trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa, thân mật như cha với con, sống một đời sống ở trong cha luôn luôn. Và chúng ta bước đi trong phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta bởi những gì Đức Chúa Giêsu đã làm xong cho chúng ta. Chúng ta được xin công bình, chúng ta được tha thứ tất cả những tội ác của chúng ta, và chúng ta được mắc lại mối liên hệ với cha chúng ta trên trời. Hãy thương nhau và gần gũi Chúa thân mật như cha với con. Anh chị em để ý những từ ngữ chúng tôi cầu nguyện, cũng như chúng tôi không gọi đây là nhà thờ. Và cảm ơn Chúa vì chúng ta được về nhà cha. Amen anh chị em. Bởi vì thật ra trong Kinh Thánh không có nói nhà thờ. Và chúng ta thấy, bởi vì nơi mà chúng ta cùng với các anh chị em khác tương giao với Chúa, thờ phượng Chúa, chúng ta chọn gọi đây là nhà cha. Để chúng ta được đoàn tụ, chúng ta được họp mặt với gia đình, để chúng ta được ở trong sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa. Có 10 điểm cầu nguyện mà chúng tôi mời anh chị em chúng ta cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Có những điều nó rất gần với nhau, nhưng mà tôi tách nó ra như vậy để chúng ta biết có những điều chúng ta cần nhấn mạnh. Đây cũng là 10 điều mà Hội Thánh của Chúa ở tại Mỹ này đã cầu nguyện trong ngày nước Mỹ cầu nguyện. Để chúng ta xin Chúa cho, để chúng ta khi nói đến nước Hoa Kỳ thì chúng ta cũng nói thêm và cầu nguyện cho Việt Nam của chúng ta nữa. Thì thứ nhất, chúng ta cầu xin để chính nghĩa trị vì nước Hoa Kỳ hay là nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta sống ở trong một cái thời điểm mà chúng ta thấy rằng có rất là nhiều điều xấu người ta nói tốt, tốt người ta nói xấu. Những điều giả dối người ta cho là chân thật. Và chúng ta thấy rằng nó không còn cái đâu là chân lý, đâu là sự thật nữa. Mình xin Chúa Ngài ban phước để bởi lời cầu nguyện của chúng ta trong buổi tối hôm nay vận dụng hai cái quyền công dân, hai quyền pháp lý mà Chúa cho chúng ta có. Nước Mỹ tại đây bởi vì chúng ta đang sống ở tại đây. Lời của Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho nơi chúng ta sinh sống. Tại vì sự bình an của chúng ta tùy thuộc vào sự bình an của cái thành đó. Sự bình an của chúng ta, an ninh của gia đình của chúng ta, nó cũng tùy thuộc vào những gì diễn ra tại đất nước này. Tôi sắp sửa được phỏng vấn vì lý do tại sao tôi tham dự vào ở trong cuộc tranh đấu để chống lại với lại cái nghị luật mà bà thị trưởng của thành phố Houston vào năm 2015 đã đề nghị ra. Đó là một người đàn ông một buổi sáng thức dậy cảm thấy hôm đó mình gần là đàn bà hơn là đàn ông, cảm thấy mình là một người phụ nữ, thì người đó được quyền để có thể đẩy cửa của phòng vệ sinh của phụ nữ để vào trong đó sử dụng, vì mình hôm đó nghĩ mình là phụ nữ. Nguy hiểm quá. Và chúng tôi chống đối với điều đó. Thì cái câu hỏi mà người ta đặt ra để rồi sẽ viết thành một cái quyển sách đó là tại sao tôi dự phần vào. Anh chị em đã nghe tôi chia sẻ rất là nhiều lần. Tôi sống với lại một cái phương châm mà nhỏ tôi được ngoại tôi dạy. Ăn cây nào rào cây đó. Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Chúng ta cảm ơn Chúa vì các giáo sĩ đã đem tin lành đến Việt Nam, mà nhờ đó tôi được một số những vốn liếng thuộc linh rất là quan trọng mà tôi có được ngày hôm nay. Nhưng khi đến đây thì thấy con cháu của các giáo sĩ đó, cũng như là những người từ các xứ khác xin tị nạn hoặc là xin sống ở tại đây, đã đem du nhập vào nhiều thứ nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời, mà còn đề xướng một cái công việc đó là phá cho nước Mỹ này nó tăng tành giống như cái nước mà mình đã bỏ trốn hay là mình đã bỏ chạy. Tôi thấy độ nguy hiểm vô cùng. Mà tôi thì chọn một thái độ đó là
tôi phải rào cái cây này. Con cháu của tôi sau này có được tiếp tục được hưởng cái phước hạnh mà tôi đang có, hay là càng lớn hơn nữa cho các thế hệ trước. Nó tùy thuộc vào tôi rào cái cây này như thế nào. Nếu chúng ta bàng quan, chúng ta ngồi và chúng ta gọi là về tin lành, chúng ta không làm chính trị. Tôi tin rằng đây là một cái sự lừa dối lớn nhất của ma quỷ. Nó làm cho nhiều cơ đốc nhân chúng ta ngồi yên và tự bỏ phiếu cho kẻ ác vì chúng ta không năng động ở trong cái quyết định của mình. Cái cây này anh chị em, như chúng ta đang thấy hiện tại, xin Chúa cho chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Ngài sẽ có một sự can thiệp. Và theo cái chiều hướng này, đến thế hệ của con của chúng ta, nếu Chúa chưa trở lại đó, thì không còn cái gì để ăn hết. Và theo cái chiều này, luôn cả chúng ta, thế hệ của những người của tôi mà bắt đầu vừa lên hàng 6 đó, 5 năm nữa không biết là chúng ta còn có tiền hưu bổng hay là không. Thành ra có thể trong vòng 5 năm nữa mình chưa chắc gì có trái để mà ăn đó. Đừng nói đến con cháu của chúng ta. Nó rất là cấp bách. Chúng ta cầu nguyện để chính nghĩa sẽ trị vì, sẽ cai trị nước Hoa Kỳ cũng như nước Việt Nam của chúng ta. Thứ hai, chúng ta cầu nguyện cho sự thật và ánh sáng được hiển lộ ở trên quốc gia này. Và chúng ta thấy có những điều mà người ta bưng bít và do những cái ảnh hưởng thao tác của chính trị. Có những điều mà chúng ta thấy nó dường như là nó rõ như ban ngày đó. Và cái việc người ta che giấu nó cũng rõ như ban ngày. Nhưng không ai làm gì được. Có một cái lực tối tâm nó ảnh hưởng. Nhưng tôi chia sẻ với anh chị em, và chắc anh chị em theo dõi tin tức ở trong những ngày qua cũng thấy rồi đó. Công ty Target đã mướn một người thiết kế quần áo. Anh này là một người tuyên bố một cách rất rõ ràng anh là người thờ lại Satan. Và những cái bộ đồ, những cái áo anh thiết kế thì anh đưa ra một cái quan điểm mà giới thiệu cho các em nhỏ ngay từ đầu. Đó là chữ Satan là một cái pronoun, một cái đại danh từ đáng yêu thích và dễ thương. Chúng ta thấy đứa nhỏ khi nó nghe như vậy thì nó chưa có cái khả năng để phân định. Người lớn còn bị, huống chi là con nít. Cách đây khoảng chừng 10 năm thì có một cái thức tỉnh mà chúng tôi ngạc nhiên vì lúc đó nó còn mới quá. Có một em nhỏ được người thân thương đưa đến nhà thờ tại đây. Thì nó vào trong lớp trường Chủ nhật. Nó nói với những đứa nhỏ khác ở trong lớp trường Chủ nhật rằng thờ lại Satan đi. Đừng thờ lại Đức Chúa Trời. Bởi vì Satan nó trưởng thành lắm. Nó không ích kỷ, là chỉ muốn mọi người chỉ thờ phượng nó thôi. Wow. Một em nhỏ, lúc bây giờ tôi đoán nó chưa quá 12 tuổi. Cảm ơn Chúa, nó không phải thuộc về con cái của những người trong hội thánh tại đây. Nhưng mà nó cũng là một cái dấu báo cho chúng ta biết rằng có những ý tưởng như vậy. Nó được giới thiệu từ nhỏ. Thì cái chuyện những cái chiếc áo thun và những cái từ ngữ trong những ngày qua mà công ty Target đã cho bán ở trong cửa tiệm của mình, nó không phải là chuyện mới. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cần quan tâm tại đây là bây giờ nó ra mặt. Hồi xưa nó còn làm dấu dấu, kín kín. Bây giờ nó làm ra mặt. Và những cái sứ điệp, những cái message ở trên những cái chiếc áo đó. Đừng lo mình là người đồng giới. Nhưng mà hãy lo là mình là những người ganh ghét những người đồng giới. Chúng ta đang sống ở trong thời đại. Những điều này đang diễn ra tại đất nước này. Việt Nam của chúng ta cũng theo rất sát. Hôm trước tôi coi một cái clip. Có hai thanh niên đang chạy marathon. Giữa chừng dừng lại. Một người quỳ xuống với một người thanh niên khác. Ngỏ lời cầu hôn. Trao cho chiếc nhẫn xong, hai người đứng hôn nhau ở giữa đường chạy marathon. Và mạng xã hội tung lên cái video clip này. Cái sự sức dầu mà Chúa cho ở trong tôi để chống lại những điều này đó. Bắt đầu chiến đấu một cách rất là mạnh mẽ trong tôi. Tôi yêu thương những con người đó, nhưng mà tôi không chấp nhận cái lối sống của họ. Đó là tin lành của Chúa, anh chị em. Chúa yêu những tội nhân, nhưng mà Ngài ghét tội lỗi.
Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ. Chúng ta cầu xin sự thức tỉnh về Đức Chúa Trời cho thế hệ thiếu nhi. Trong tuần vừa qua, tôi cùng với một người mẹ ở xa đã nhờ chúng tôi tiếp tay để cầu nguyện. Thì con gái của cô, nó bày tỏ cho mẹ nó biết rằng nó thích con gái nhiều hơn là thích con trai. Thì mẹ nó khốn khổ và tôi phải nói trấn an. Nhưng mà tôi nói rằng đáng tiếc là một sự phải nói điều này là bởi vì đây không phải là trường hợp duy nhất. Mà nó là cái nan đề của thời đại chúng ta. Một cái nan đề dày cộm mà chúng ta cần phải đối diện. Và cảm ơn Chúa, sống đủ và hầu việc Chúa đủ, cũng có một niềm hy vọng cho chúng ta rằng có rất là nhiều người đã từ bỏ cái sự lựa chọn sống trong lối sống đó và họ đã được cải quấn. Họ có gia đình, họ cũng có con cái một cách bình thường. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện xin sự thức tỉnh, sự hiểu biết về Đức Chúa Trời cho thế hệ thiếu nhi, cho thế hệ thiếu niên, cho thanh niên. Xin Chúa Ngài ban phước để các thế hệ này sẽ được Chúa cứu. Bởi lời cầu thai của chúng ta, anh chị em có thể nói nhưng mà chuyện này nó như một làn sóng, nó mạnh mẽ như vậy. Một lời cầu nguyện của tôi có ảnh hưởng gì không? Câu trả lời là một lời của chúng ta cũng ảnh hưởng gì. Nhưng mà lời cầu nguyện của chúng ta với Đức Chúa Trời toàn năng đó có thể ảnh hưởng. Không phải chúng ta. Chúng ta đang kêu cứu với một Chúa toàn năng, đấng có thể bắt phục những con người như Saul để biến thành Phao-lô. Ngài có quyền để có thể thay đổi. Amen anh chị em. Thứ sáu chúng ta cầu nguyện cho sự sống. Ngày hôm nay chúng ta thấy người ta có những cái quyết định như là để chống lại với lại cái việc mà tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã bãi bỏ cái việc là theo tiêu chuẩn của hiến chương của nước Mỹ này thì phá thai không thể là việc được hợp thức hóa, được phép. Thì có một số tiểu bang chúng ta thấy họ đã đưa ra để áp dụng cho tiểu bang vì đây là một sứ mà chúng ta thấy rằng tất cả các tiểu bang đều có cái quyền để cai trị riêng ở trong các tiểu bang của họ. Trừ trường hợp là họ nhận cái sự yểm trợ của liên bang vân vân thì họ phải theo những cái luật của liên bang. Thì chúng ta thấy người ta đi đến một cái luật mà chúng ta thấy nó là giết người chứ không thể còn gọi là phá thai nữa. Và được quyền phá thai cho đến giờ phút chót. Có nghĩa là cái đầu của bé sắp sửa lọt ra khỏi lòng mẹ rồi. Người ta vẫn có thể đưa cái kéo vào để giết nó và gọi là phá thai. Xin Chúa Ngài thương xót. Sự sống sẽ được bảo vệ. Chúng ta cầu nguyện cho đất nước này. Tôi cầu nguyện việc chống tham nhũng. Xin Chúa Ngài thương xót. Thì nếu lãnh đạo mà tham nhũng thì bao nhiêu thứ ở phía dưới là mở cửa cho nó làm việc. Chúng ta cầu nguyện cho Việt Nam của chúng ta. Cái tham nhũng là cái mà người ta đã nói rằng nó là nhiều đời rồi, không thể nào có thể giải quyết được. Và trong những ngày qua có một tia hy vọng việc tham nhũng có thể được giải quyết ở tại Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để những cái gì ngăn trở sẽ bị cất đi và chúng ta nhân danh Chúa và chúc phước mở trói để công việc chống tham nhũng sẽ được thực hiện khắp cả đất nước của chúng ta. Thứ tám chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo tinh thần. Vì sự phán xét bắt đầu từ nhà của Chúa. Xin Chúa cho để tất cả được hoàn chỉnh trước khi Chúa Ngài có thể đổ sự phục hưng lớn lao của Ngài. Bởi vì những người lãnh đạo trong một cái sơ suất của chúng ta có thể làm khổ cho bao nhiêu người ở dưới sự lãnh đạo của chúng ta. Tôi đã từng chia sẻ và nói ngắn tắt để anh chị em còn nhớ. Môi-se, khi ông đi trước cái thời điểm và ý của Chúa trong việc muốn cứu những người Hebrew, những người Israel, thì chúng ta biết rằng Chúa Ngài đã báo trước rằng cái số năm họ ở tại xứ Ai Cập chỉ là 400 năm thôi. Nhưng mà cái ngày mà họ chính thức ra khỏi xứ Ai Cập là 440 năm. Tại vì Môi-se đã đi trước ý của Chúa. Không biết bao lâu nhưng mà trước ý của Chúa. Cuối cùng ông phải chạy trốn vào trong đồng vắng và ở trong đó 40 năm. Đáng lý ra dân Israel đã được cứu 40 năm trước đó. Nhưng mà vì Môi-se. Mà chúng ta thấy rằng đã bị
kéo dài cái sự đau khổ của họ thêm 40 năm nữa. Mà 40 năm mà tính 1 triệu người đàn ông, tính ra cái số nó lớn lắm anh chị. Vì cái sức mạnh của những người lãnh đạo và sức ảnh hưởng của họ trên nhiều cuộc đời. Nên xin tha thiết và cầu nguyện cho những người lãnh đạo tinh thần. Và chúng em cầu nguyện cho những lãnh đạo chính trị. Lời của Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người, cho nhà cầm quyền, cho vua, như lời của Chúa đã dạy chúng ta cầu nguyện. Để Chúa ngày ban phước trên họ. Để tâm trí của họ được sự bình an từ nơi Chúa. Tâm trí của họ được Chúa ngày cai trị dẫn dắt. Để họ trở nên những chấp sự ở trong tay của Đức Chúa Trời. Amen. Thứ 10, chúng ta cầu xin sự bảo vệ và nài xin huyết của Đức Chúa Giêsu bao phủ ở trên nước Hoa Kỳ và Việt Nam của chúng ta. Có những cái đe dọa. Chúng ta tin rằng phải có sự can thiệp của Chúa, phải có sự bảo vệ của Ngài. Mà không thì chúng ta thấy rằng rất là nguy hiểm. Bởi đường lối của Canada và đảng chính trị đang hướng dẫn đất nước này. Nếu có chiến tranh giữa Việt, Hoa Kỳ với lại Trung Quốc, thì họ có đủ người ngay cái bên hông của chúng ta để có thể tấn công mà nước Mỹ trở tay không kịp. Chúng ta xin sự bảo vệ của Chúa. Xin sự thương xót của Chúa để chúng ta được bình an và có nhiều thời gian nữa để chúng ta hoàn tất việc mà Đức Chúa đã sắm sẵn trước cho chúng ta để chúng ta làm theo. Hỡi những người Isaka của Việt Nam, của Hoa Kỳ ở trong ngày hôm nay, xin Chúa sức dầu trên anh chị em không chỉ cầu nguyện ở tại đây tối hôm nay, nhưng mà sẽ nắm những điều hết sức là quan trọng này và chúng ta cầu nguyện trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa. Anh chị em được phước không? Amen. Xin Chúa ngày ban phước trên chúng ta. Và trong thời giờ này, chúng ta đến trước mặt Chúa, tôi mời, khuyến khích anh chị em tìm thêm 2 người để chúng ta làm một đội 3 người. Và chúng ta cầu nguyện cho những điều này. Và sau đó thì tôi, khi nghe lời cầu nguyện của anh chị em đã giảm dần, thì chúng tôi sẽ kết thúc cầu nguyện. Trong lúc này thì tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện lớn tiếng để các anh chị em ở xa có thể cùng amen với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, ngợi khen Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa vì đặc ân. Cảm ơn Chúa về món quà của sự cầu nguyện. Cho ban cho chúng con. Không bán, không đòi hỏi một giá gì. Nhưng mà phần thưởng thì lớn lao vô cùng. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa Giêsu ơi, cảm ơn Chúa vì lời hứa của Ngài luôn ở cùng chúng con. Cảm ơn Chúa vì lẽ thật của Ngài đã bày tỏ cho chúng con. Không phải chúng con đã chọn Ngài, nhưng Ngài đã chọn và bổ nhiệm chúng con. Để chúng con đi được kết quả và quả của chúng con cứ còn mãi mãi. Cảm ơn Chúa. Chúng con được nhắc nhở buổi tối hôm nay, không phải chúng con đã đi tìm kiếm và cuối cùng chúng con đã gặp được Chúa, nhưng chính Chúa là đấng đã tìm chúng con, đã chọn chúng con. Rồi Ngài đã bổ nhiệm, đã lập chúng con để chúng con có thể ra đi và kết quả trong ơn của Chúa. Và cho trái của chúng con sẽ còn lại mãi. Và phước hạnh tuyệt vời đó là để bất cứ điều gì chúng con nhân danh Chúa Giêsu mà chúng con cầu xin Cha thì Ngài ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Thì buổi tối phước hạnh này, những điều chúng con được nhắc nhở, xin Chúa Ngài thương xót. Để bởi ơn của Chúa Chúa giọng, lời cầu nguyện của chúng con dâng lên, Chúa Ngài làm những công việc lớn của Ngài. Chúng con cầu nguyện để chính nghĩa sẽ cai trị nước Hoa Kỳ cũng như đất nước quê hương của chúng con Việt Nam. Chính nghĩa. Và Chúa là đấng phán với chúng con rằng nơi nào ánh sáng đến thì bóng tối phải bị đùa đi. Chúng con xin Chúa qua hầu thánh của Ngài gia tăng ánh sáng của Chúa ở trên đất nước này Chúa giọng. Gia tăng ánh sáng của Ngài trên đất nước Việt Nam của chúng con. Bởi ơn của Chúa chúng con thấy sự công bình chính trực sẽ được cai trị. Tất cả những điều xấu ác, gian dối, lật lọng đều sẽ bị lộ ra trong ánh sáng thánh khiết của vinh quang Ngài. Ban phước Chúa giọng. Chúng con xin ý của Chúa được nên. Xin chính nghĩa cai trị. Bởi ơn của Ngài Chúa giọng, chúng con thấy đất nước này là được phước, cũng như dân tộc của chúng con Việt Nam cũng được phước. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúa ơi, xin nhớ đến các đầy tớ của Chúa, các giáo sĩ, những con người đã hy sinh sự sống
đến Việt Nam của chúng con. Có nhiều người đã bỏ bao nhiêu năm ra để học hỏi tiếng Việt, để Kinh Thánh được dịch ra cho người Việt của chúng con, để Thánh Ca được dịch ra, để chúng con có Thánh Ca để hát. Chúng con ngợi khen Ngài vì những điều Chúa Ngài đã làm việc, đem phước hạnh của Ngài đến, để chúng con có những di sản tinh thần thật là lớn lao. Chúng con biết ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con nặng gánh. Chúng con đến đây, Hoa Kỳ này. Khi người Việt của chúng con đến Na Uy, đến Canada, chúng con thấy thế hệ của con cháu của các giáo sĩ là yếu đuối, nguội lạnh, là sa ngã. Và chúng con đứng vào chỗ sức mẹ với lòng biết ơn Chúa vì các thế hệ trước. Và chúng con kêu này Chúa là đấng hứa với chúng con rằng Ngài sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những người kính sợ Chúa. Và chúng con cầu nguyện lời của Chúa đã hứa với chúng con. Dùng một cái cây thấy nó đã chết khô, nhưng nếu gốc của nó là thánh thì chỉ nghe mùi hơi nước thì nó sẽ lại đắm chồi như một cái nhành tơ. Chúng con cầu nguyện điều này xảy ra trên đất nước này, trên các đất nước mà có các giáo sĩ đã đến Việt Nam của chúng con, đem tin lành đến cho Việt Nam của chúng con. Xin Chúa Ngài thương xót, đem lại sự phục hồi để chính nghĩa sẽ cai trị trên đất nước này, và phước hạnh của Chúa lại đến ở trên nước nước này. Ánh sáng của Chúa và lẽ thật của Ngài, sự thật của Ngài sẽ được hiển lộ trên quốc gia này. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Ở Chúa con cầu nguyện một sự thức tỉnh về sự nhận biết của Chúa Trời cho thế hệ thiếu nhi. Con nhân danh Chúa Giêsu trong thời gian này và cột trói tất cả những nỗ lực, tất cả những đường hướng tuyên truyền để nhồi nhét vào trong trí não của những đứa trẻ khi còn nhỏ về những ý tưởng chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Giờ này trong danh Đức Chúa Jesus Christ, ta đánh sập tất cả những đồn lũy, những sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Ta truyền lệnh phải vân phục, làm tôi tớ của Đấng Christ. Ta quỷ phá tất cả những công việc và nói rằng bởi quyết Đức Chúa Jesus và bởi lửa của sự hiện diện của Đức Chúa Trời thiêu đốt tất cả. Tất cả những kế hoạch giấu kín đem lại sự băng hoại cho đất nước này bắt đầu từ những em nhỏ bị ngăn chặn ngay trong thời gian này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Ta cột trói công việc của các ngươi trên đất này. Lạy Chúa, xin cột trói công việc của chúng nó. Đáp lại cầu nguyện của chúng con trong buổi tối hôm nay, và chúng con thấy sẽ có một sự thay đổi lớn lao trong những ngày sắp đến. Lạy Chúa, nguyện xin sự thức tỉnh về Đức Chúa Trời cho thế hệ thiếu niên. Ôi Lạy Chúa, xin thương xót thế hệ của Gen Z này. Chúa ơi, xin nhúng tay vào thương xót giúp đỡ để các cháu sẽ kinh nghiệm được một sự phục hưng lớn lao xảy ra cho thế hệ này. Ông cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước để có một cơn thức tỉnh tâm linh về sự nhận biết Đức Chúa Trời cho thế hệ của những thanh niên, của những người trẻ. Là Chúa xin thương xót, sẽ có một sự quay lại. Là Chúa, những gì mà cha mẹ thế hệ đi trước đã để trống vắng ở trong tấm lòng và đời sống thuộc linh của các em, chúng con xin Chúa tha thứ. Chúng con đứng vào chỗ sức mẹ của thế hệ cha mẹ, xin Chúa Ngài tha thứ. Xin Chúa Ngài can thiệp vào và giúp đỡ để các em sẽ được lấp đầy những khoảng trống trong tấm lòng của chúng nó. Lạy Chúa, xin bày tỏ ra một cách lớn hơn nữa những gì mà Chúa Ngài đã làm tại cuộc phục hưng tại Kentucky. Chúa làm cho rải khắp tất cả các đại học. Lạy Chúa, khiến cho những viên than này vẫn tiếp tục cháy. Dù báo chí có thể không đăng tải được nữa, nhưng Chúa Ngài vẫn hành động ở trong những tấm lòng và sai những người đã kinh nghiệm ra đi để lan tỏa ra những gì Chúa Ngài đã làm. Chúng con ngợi khen Ngài. Cho dấu chúng con cầu nguyện, xin Chúa Ngài thương xót, bảo vệ sự sống của những thai nhi. Chúng nó chưa có thể lên tiếng để binh vực cho chính mình quyền để được sống. Và Chúa xin thương xót, xin ban phước và bảo vệ sự sống cho tất cả mọi người. Chúng con ngợi khen Ngài. Cho người ta bắt đầu có sự kính sợ Đức Chúa Trời và tôn trọng sự sống và quyền sống của những người lân cận của mình. Không vì ích kỷ, không vì tham lam mà có thể lấy đi sự sống của những người lân cận. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài thương xót và tình trạng tham nhũng. Chúng con nhân danh Chúa Jesus Christ trong thời gian này, chúng con cầu nguyện xin Chúa tiếp tục vạch trần, chiếu ánh sáng công lý của Ngài vào, để chúng con thấy những gì của tham nhũng
sẽ bị lộ ra. Và phước hạnh của Ngài sẽ bày tỏ ra. Thì khi thuộc thể diễn ra, thuộc linh sẽ xảy đến. Thì chúng con sẽ thấy một sự phục hồi lớn lao xảy ra trên đất nước này, cũng như trên quê nhà của chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài. Con nhờ nhân Chúa và chúc phước cho các lãnh đạo tinh thần, nhất là các mục sư, những người lãnh đạo trong hội thánh của Chúa. Để chúng con những người được tái sanh, những người đã được mua bằng huyết của Đức Chúa Giêsu, là những người có tiềm năng để sử dụng thẩm quyền Chúa ban cho, để có thể giải quyết những vấn đề thuộc linh trên quê hương, đất nước, trên xứ sở của chúng con. Chúng con làm cho các đệ tử của Chúa sống động, mạnh mẽ ở trong ơn của Ngài. Là những người được Chúa Ngài cho chúng con được thẩm quyền thuộc linh mà Chúa Ngài đã nhận lại khi Chúa tuyên phán mọi quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta. Chúa giao cho hội thánh của Chúa khi Ngài sai phái chúng con đi ra, xin cho chúng con trở nên những người có thể trao quyền pháp lý. Chúng con có thể trao thẩm quyền cho những người mà chúng con bỏ phiếu cho họ. Chúng con yểm trợ họ, chúng con hậu thuẫn họ bằng lá phiếu, bằng sự cầu nguyện. Và những người lãnh đạo chính trị cũng sẽ được Chúa Ngài ban phước, như Chúa Ngài ban phước cho những người lãnh đạo tinh thần. Để chúng con thấy đất nước được yên ổn, chúng con được nhiều cơ hội nữa để giảng tin lành của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Và Chúa cầu xin sự bảo vệ và này xin quyết của Đức Chúa Giêsu bao phủ ở trên đất nước Hoa Kỳ này cũng như Việt Nam của chúng con, nơi chúng con đang sinh sống và nơi quê nhà của chúng con. Xin Chúa ban phước để chúng con sẽ được vui thỏa trong Chúa, niềm vui của chúng con được trọn vẹn bởi vì chúng con được Chúa nghe đáp lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Cho dấu chúng con hiệp ý, hiệp lòng với các anh chị em chúng con và dâng những điều này ở trong tay của Chúa. Lòng tin chắc rằng khi chúng con cầu nguyện, Chúa sẽ làm điều gì đó mà Ngài không thể làm nếu chúng con không cầu xin. Là Chúa xin lay động cánh tay quyền năng của Ngài và bởi lời cầu nguyện của anh chị em của chúng con ngay trong thời giờ này, ở tại đây cũng như ở khắp nơi cùng nối mạng để cùng cầu nguyện với chúng con. Cha nghe, Cha đáp lời và sẽ có những công việc một cách hiển lộ vương quốc của Đức Chúa Trời được thể hiện ra trong những ngày sắp đến. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Và Chúa con nhân nhìn Chúa chúc phước cho nước Hoa Kỳ này. Xin Chúa nghe ban ơn để chính nghĩa sẽ cai trị. Và Chúa chúng con nhân nhìn Chúa và chúc phước cho sự sáng đáng lý phải xảy ra ở trên đất nước này sẽ được xảy ra trong ơn của Ngài. Xin mở các cửa của thiên đàng và đổ ánh sáng vinh quang của Ngài được hiển lộ trên quốc gia này. Chúng con nhân nhìn Chúa trong thời giờ này và chúng con công bố sẽ có một sự thức tỉnh tâm linh được mở ra cho các em thiếu nhi, cho các em thiếu niên, cho thanh thiếu niên ở trong ơn của Ngài. Để chúng con thấy những người trẻ sẽ được cứu, được chuộc về bởi huyết cứu chuộc của Đức Giêsu, để chúng sẽ sống đúng theo thiên mệnh mà Chúa Ngài đã định. Như lời của Chúa đã hứa với chúng con, việc lành mà Ngài đã sắm sẵn trước cho các thế hệ này để họ có thể làm theo. Chúng con ngợi khen Ngài. Cho dấu chúng con cầu nguyện, xin huyết của Đức Giêsu rửa sạch những gian ác của chúng con, của đất nước Hoa Kỳ này cũng như Việt Nam của chúng con, vì mức độ của sự phá thai, mức độ của việc xem thường sự sống. Lạy Chúa, xin huyết của Chúa Giêsu chuộc lại những gì đã bị rủa sạch. Xin huyết của Đức Giêsu lên tiếng để chúng con thấy rằng sẽ bẻ gãy đất bị rủa sạ bởi vì máu vô tội đã bị đổ ra. Lạy Chúa, xin huyết cứu chuộc của Đức Giêsu chuộc lại những gì đã mất và khiến cho chúng con thấy được đất nước xứ sở của chúng con không bị rủa sạ nữa, nhưng có thể bắt đầu có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Vì ân điển của Chúa, vì những gì Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm, xin hành động. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì những gì Ngài đang làm. Chúng con nhân danh Chúa trong thời gian này và khai mở phước hạnh của Chúa ở trong đời sống kính sợ Đức Chúa Trời ở trên đất nước này cũng như tại quê nhà của chúng con, để người ta biết sợ ông trời, sợ cái ngày phán xét của trời, kính sợ Đức Chúa Trời, để nhận biết được rằng mỗi người đều sẽ phải trả lời trước mặt Chúa cho tất cả những công việc của mình làm. Ôi lại Đức Chúa Trời của chúng con, là Đấng đã công bố lời của Ngài, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi sẽ gặt lấy giống nấy. Chúng con xin Chúa Ngài đặt sự kính sợ Ngài và tương lai đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời để chịu sự phán xét sẽ hiện ra trong giấc ngủ, trong cuộc sống, để chúng con thấy những người cần có sự kính sợ Đức Chúa Trời và không còn tham nhũng nữa sẽ được đánh thức, và chúng con sẽ thấy sẽ có một sự trở lại kính sợ Đức Chúa Trời trên đất nước của chúng con cũng như tại nước Hoa Kỳ này. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con nhân danh Chúa và chúc phước cho các lãnh đạo tinh thần, nhân danh Chúa và chúc phước cho các lãnh đạo chính trị. Xin Chúa Ngài ban ơn để họ được ơn ở trước mặt Chúa và trong quyền pháp lý mà Chúa Ngài ban cho, để những nhà cầm quyền cũng phục vụ Đức Chúa Trời. Thì chúng con đã cầu nguyện, chúng con xin điều này xảy ra, đó là
các lãnh đạo của đất nước sẽ là tôi tới của Đức Chúa Trời, sẽ là những chấp sự ở trong tay Đức Chúa Trời điều động để làm những công việc theo thánh ý của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Giờ đây Chúa Giáo đấng hứa với chúng con những lời hứa tuyệt vời, chúng con xin huyết của Đức Chúa Giêsu, huyết vô tội, huyết cứu chuộc, huyết vẫn còn linh tiếng lớn hơn tiếng của Abel, xin bao phủ trên đất nước Việt Nam chúng con cũng như nước Hoa Kỳ này. Lạy Chúa, ngăn chặn điều ác, mở những điều phước hạnh, giới hạn những công việc của thế giới tối tăm, mở rộng công việc của nước của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa, dân điều bảo vệ chúng con, những người thân thương chúng con, hết thảy được bình an phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con tạ ơn Ngài, hiệp lòng với tất cả các anh chị em của chúng con, các đại tớ của Chúa ở xa cũng như anh chị em chúng con tại đây, và cho con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa ban phước trên anh chị em, trên hội thánh, tràn đầy ơn của Chúa trong phước hạnh từ nơi Ngài, để nắm lấy đặc quyền Chúa Ngài ban cho và thực hiện chức vụ cầu thai một cách kết quả trong ơn của Chúa. Xin kính chào các đại tớ, các con cái của Chúa ở xa cùng vào cầu nguyện với chúng tôi. Chúa ban phước quý vị, tràn đầy ơn của Chúa, và hẹn gặp lại ở trong những buổi thứ ba của giờ cầu nguyện và huấn luyện cầu nguyện, để chúng ta được Chúa Ngài sử dụng như những người Isaka. Chúng ta dọn đường cho sự thăm viếng lớn lao của Chúa và sự phục hưng mà Chúa Ngài hứa cho chúng ta, cho đất nước quê hương của chúng ta. Xin gặp lại quý vị trong ơn của Chúa. Xin kính chào tạm biệt. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.